chờ đồng.
Như vậy trong bài này ha. Thế thì ô mô mã mô lý thì mình nghiệm chính là nửa mặt phẳng. Có bờ là gì? Đường thẳng này không chứa gì, không chứa điểm O. Đúng không? Tại vì điểm O mình thay không lấy điểm, điểm O. Còn nếu mà thay vô mà nó đúng thì mình nghiệm sẽ là gì? Lấy nửa mặt phẳng chứa điểm gì? Điểm O. Được không? Có nhận không? Không, lý do được không? Bởi vì cái chỗ thì sao? Thì lúc đó thì ờ lên ra nữa, lấy luôn cả ờ lên ra nữa nha. Còn nếu vậy đã nói chỉ